Xin chào các bạn. Bánh mì cuộn len, phiên bản khoai lang tím và nhân sốt trứng muối. Mấy bữa đọc báo thấy tin giải cứu khoai lang tím. Nay mình đi dạo kiếm đồ về. Thấy chỗ gần nhà có người bán nên mình mua thử về ăn. Chưa đó giờ chưa ăn loại khoai này, hay có ăn mà không nhớ nữa. Khoai mua về rửa sạch đất. Củ khoai này có vòng 2 đẹp nè, cũng vòng eo 59 chứ bộ. Tắm rửa cho mấy ẻm sạch sẽ. Mình cắt thử ra xem, thấy khoai này cứng hơn mấy loại khác các bạn à, nhưng có màu tím đẹp nè. Giờ mình bắt một cái sừng hấp lên. Hôm nay mình làm bánh mì với khoai lang tím. Nước sôi cho khoai đã gọt vỏ vào hấp. Loại này hơi cứng mình cắt nhỏ, cho mau chín. Khoai chín cho vào ô tắm nhuyễn. Thêm đường, sữa tươi không đường, khuấy đều. Cho bơ đã đun chảy và một nửa quả trứng gà vào. Còn một nửa để lát mình quét mặt bánh. Khuấy đều cho hỗn hợp hòa quyện. Thêm men không cần kích hoạt vào và trộn đều. Rồi rơi bột mì vào. Dùng với dạng trộn đều. Mình dùng máy giờ bột thành một khối. Bây giờ mình đi giặt đồ. À không, mình lấy bột ra khỏi ô và nhồi bằng tay. Mình nhồi bột giống như đang giặt quần áo ấy. Hôm nay mình sẽ hóa thân thành chim vàng anh nha quý chị. Giặt áo chồng tôi thì giặt cho sạch chân chân và chân chân. Bột sau khi nhồi thành khối có thể kéo màng là được rồi nha. Mình vo tròn bột. Cho chút dầu ăn vào ô, áo đều bột. Đậy kín, ủ bột nở gấp đôi. Trong lúc ủ bột, mình làm nhân trứng muối. Cho trứng muối vào máy xay nhuyễn. Sữa tươi không đường. Sữa đặc. Sữa bột em bé. Bột trứng. Đường. Tiếp tục xay cho các nguyên liệu trộn đều với nhau. Thêm bơ lạc. Xay nhuyễn tất cả, rồi cho vào khuôn. Đập đập xuống bàn mấy cái, cho thấy mình chuyên nghiệp. Bảo quản ngăn đông tủ lạnh. Bột ủ được rồi. Ấn bột cho hết bọt khí. Chia làm 4 phần, vo tròn. Để bột nghỉ mệt khoảng 10 phút. Khuôn mình quét bơ và giấy nến. Nướng bánh sẽ không bị chín khuôn. Tạo hình cho bột. Để nhân vào cùng lại cho khô khuôn. Đậy bột và ủ lần 2. Bột nở gấp đôi. Quét mặt bánh bằng trứng gà và ít sữa tươi không đường. Mở lò nướng trước 10 phút. Cho bánh vào nướng nhiệt độ 160 độ trong 20 phút. Thấy bánh vàng mặt thì lấy giấy nến che lại. Bánh chín, quét thêm một lớp sữa tươi không đường. Vậy là mình đã làm xong món bánh mì cuộn len.
phiên bản khoai lang tím và nhân sốt trứng muối. Cảm ơn các bạn đã xem và like. Nhớ like, share và subscribe kênh cho mình nha. Đi đi các bạn nha. Mãi yêu.